Nào, chào mừng quý chư vị và các bạn đến với trận đấu trong lượt thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Trận đấu giữa Linh Tuyên Quang gặp Lợi Cà Phê. Linh Tuyên Quang hạng chuyên nghiệp chấp Lợi Cà Phê 2. Trong lượt đề pa giành quyền vừa rồi thì Linh Tuyên Quang đã giành quyền đề pa ván đầu tiên. Trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu đầu tiên. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ cúp Adam 9 bóng, diễn ra tại 91 Billard Club, địa chỉ tại 12 Đỗ Ngọc Du. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 170 triệu đồng, giải nhất là 32 triệu. Đôi, ok, đôi 467 hợp lệ. Ôi chết cái, người quên không nhìn, chỉ đếm bi. Đánh không tính kỹ còn đi lắm đấy nhá. Nào, trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu đầu tiên, chúng ta chia sẻ mạnh mẽ lên để cho tất cả mọi người cùng được xem nào. Cơm nước xong xuôi rồi, bây giờ chỉ ngồi uống cà phê, uống trà, xem bia. Cuộc sống như thế là tuyệt vời còn gì bằng. Chào Trung Kiên nhá. Trận đấu cuối cùng của trận của ngày thi đấu đầu tiên thôi. Giải Adam sẽ diễn ra trong 3 ngày là ngày 14, 15 và 16. Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Hai mươi giờ 15 rồi, tất cả các cơ thủ đều đã trải qua rất nhiều trận đấu và thời gian chờ đợi mệt mỏi trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy like share chia mạnh mẽ lên để các cơ thủ có động lực thi đấu công hiến những đường cơ tuyệt vời và đẹp đẽ nhất vào cuối ngày cho chúng ta cùng thưởng thức nào. Cơ hội dành lại cho Lợi Cà Phê. Ui, còn nguyên bi. Trâu tụt lõ này. Rồi, đập đít 4, quá hay. Nào, cúp nào. Bi ra giữa bảng. Quả trồ hay quá, tay chân rất là đàng hoàng luôn, bánh nó chuyên nghiệp mà chẳng có tí tê nào, hay quá nhỉ. Nghỉ vừa mới khen xong nghỉ giả. Chém luôn, cái đập vào 9, đi xuống băng dưới, đẹp luôn. Để đập vào 9 này hay hơn. Đánh rất là đàng hoàng nhỉ, không tê tủng gì.
Lúc nãy thấy bảo lên tivi cái hào hứng lắm, bảo lên luôn. Nào, chúng ta cùng chờ đợi tỷ số là 3-0. Mình cho lợi cà phê nào. Hay quá. Ba không. Quán những ông B cứng cựa, không đùa được. Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Lai xe mạnh mẽ, bão tim, bão lai, loạn chiến đấu lên nào. Quý vị hãy ủng hộ cho các cơ thủ bằng cách thả tim, thả like, chia sẻ video. Càng đông người xem, càng tạo động lực cho các cơ thủ cống hiến hết mình. Trong lúc thi đấu các cầu thủ không xem đâu, nhưng mà sau trận đấu chắc chắn sẽ xem lại, nhận được những tràng bão like, bão tim, những lượt chia sẻ, hàng vài trăm mắt xem sẽ là động lực rất lớn cho các cơ thủ cống hiến hết mình trong những trận đấu sắp tới nữa. Giải đấu còn diễn ra rất nhiều trận. Năm lần nữa đi. Ok, đủ bếp. Một có má không? Một vẫn còn má. Chém chết độ tít. Cái bay lên ở phía đấy, đúng quanh quanh cái chỗ cái hiện tại bây giờ. Đây, có 3 luôn. À có 2, quên mất. 2 vẫn còn trên bàn. À, chọn an toàn rồi. Khả năng là con đấy không còn má chết. Chào bạn Quang Tiến nhé. Hiệp Dư ý bạn là ở hạng gì bạn nhỉ? Ví dụ như cái giải đấu này là giải đấu dành cho các cơ thủ hạng chuyên nghiệp, hạng A, hạng B đó. Còn giải cho những người hạng C, hạng D thì cũng vẫn có rất là nhiều giải đấu diễn ra. Ví dụ như sắp tới có ngày tuần sau luôn đây là có một giải đấu diễn ra ở trong Vinh dành cho cả hạng A, B, C, D. Hoàn toàn có thể tham gia được. Bạn có thể luôn lên ngay trang Magic Billiard Shop, có một bài viết chia sẻ về thông tin giải đấu tại Vinh. Giải nhất thì như là 25 triệu đồng dành cho cả A, B, C và D. Ngoài Hà Nội thì cũng có rất là nhiều những giải đấu dành cho hạng A, B, C, D. Và chạy đạn đến từ Linh Tuyên Quang. Cái đi thẳng vào. Ui ôi. Hình như vào mấu đuôi luôn hay sao ấy. Bàn bên kia thì Hiếu Hưng Nghiên đang đánh với Chí Bé. Chí Bé hạng A, Hiếu Hưng Nghiên hạng B. Tỷ số đang là 5-0 nhưng về Chí Bé rồi. Hà Nội cũng có nhiều giải đấu bạn Quang Tiến nhé, dành cho hạng B, C, D. Bạn có thể theo dõi tại fanpage Magic Billiard Shop hoặc là fanpage của Hợp Cơ. Đặc biệt là trên fanpage của Hợp Cơ thì có thường xuyên tổ chức rất là nhiều giải đấu dành cho các cơ thủ giới chuyên nghiệp B, C, D hoặc là A, B, C, D. Có bên kia 5-0 người Hiếu ấy, Chí Bé đấy. Ô đây là xin lỗi nha, 5-0 người Hiếu Nghiên. Chết thật. Hiếu Hưng Yên chuyên gia đánh những trận đấu nhiều củ khoai, lì lợm lắm.
Tại hạ cũng có biết là có câu lạc bộ Crown ở dưới 106 Hoàng Hữu Việt sắp tới cũng sẽ tổ chức một giải đấu dành cho các cơ thủ hạng A, B, C, D. Đang trao đổi với Magic Blast Shop để thống nhất thời gian tổ chức. Không biết là có kịp tổ chức vào tháng 1 trước Tết hay không. Nếu không thì sẽ diễn ra vào thời gian ngay phía sau Tết thôi. Giải Adam thì giải nhất là có phần thưởng 32 triệu bạn Đức Cảnh nhé. Bên kia thì khả năng là Hiếu Hưng Yên sắp nâng tỷ số lên thành 6-0 rồi. Hiếu Hưng Yên lên 6-0, trận đấu diễn ra rất là một chiều. Bên này thì Linh Tuyên Quang đang có hội để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. 6 hết đường sao vậy? Cộng luôn. Bụp. Rồi, tỷ số sẽ là 1-3 dành cho Linh Tuyên Quang. Hơi dở bô tí nhưng mà chắc không vấn đề gì với Linh Tuyên Quang đâu. Ok, tỷ số là 1-3. Nào, đánh mạnh nào. Công hiến hết mình cho quý chư vị hâm mộ Pilat trong một trận đấu cuối ngày nào. Bên kia 6-0, chắc là sắp xong rồi. Cái này là 1-3. Quyền phá dành ván này là của Linh Tuyên Quang, là 1 chấm lên 2-3 cho Hoành Tráng. Không chết đi nào. Cơ hội dành lại cho Lợi Cà Phê. Ây, an toàn rồi. Hai cơ thủ này đều là hai cơ thủ đánh chuyên công. Trung Lạng Sơn ở cái trận đấu trước là thua anh Mạnh Treo tỷ số 8-2 thì phải. Trận vừa rồi thì anh Đặng Thành Kiên đã để thua tỷ số 8-9. Chào bà Đức nhá. Thầy còn một trận vào 2 giờ chiều mai. Không biết 2 giờ hay mấy giờ nhưng mà là chiều mai. Okay. Lợi Cà Phê quyết định đánh an toàn. Hôm nay thì mình đến muộn nên là không biết là lúc sáng diễn ra như nào, nhưng mà hình như là Trung Lạng Sơn chưa bị loại đâu. Cuối ngày hôm nay thì ban tổ chức sẽ chụp ảnh kết quả của ngày hôm nay và up lên fanpage của Magic Blast Shop cùng fanpage Lão Mõ. Các bạn có thể vào để xem bảng kết quả cũng như là sắp xếp các trận thi đấu của ngày mai. Ok, Linh Tuyên Quang đã nhường lại cho Lợi Cà Phê sau đường đánh an toàn. Hay quá này. Hình như hở ở sao này. À không, Linh Tuyên Quang đã ra lấy gậy nhảy màu hường rồi.
À, còn còn. Úi giời ơi, ra vào năm rồi. Còn hai vẫn còn đít. Nhưng mà hết man rồi. Một đường chạy đạn đến đường Linh Tuyên Quang. Đá mỏng con hai. Cái đi xuống đầu này của bạn. Áp dụng thì phơi phải đi. Con hai sẽ đập vào cái băng. Không biết có đủ vách để chui vào đít 6 hay không. Ui giời ơi. Hóa ra là hết cả má chạm luôn. Tí thì phơi lên 70 ở bàn bên kia. Không, con này. Con này đang 60 chém chết luôn. Đấy là nó bàn bên kia. Quay lại với bàn của chúng ta thì Lợi cà phê đang tính toán cái đường đặt bi. Chào bạn Thủy Rùa nhá. Bàn bên thì Hiếu Hưng Yên đang gặp Chí Bé. Tỷ số đang là 6-1 nghiêng về Hiếu Hưng Yên. Chặng 8. Anh Phúc Long nó lại lên đây nhanh lắm. Không biết là trận đấu diễn ra như nào rồi. Vì nó không ở bàn bình luận nên là tại hạ cũng không có theo dõi. Đang bình luận dở nên là không chạy ra xem được cái bảng kết quả ở phía kia. Thì bạn Thắng Tài Dậu chịu khó chờ một chút. Tí nữa xong trận live này thì ban tổ chức sẽ up cái kết quả thi đấu của ngày hôm nay lên fanpage Magic Billiard Shop cùng với fanpage Lão Mõ. Chịu khó vào xem một chút cho mình ở trong đấy xem là kết quả của anh Phúc Long nhé. Chí Bé là xếp hạng A bạn nhé. Đang đánh Hiếu Nghiên xếp hạng B. Dùng lết cu lê điều 8 lỗ 10 ma dưới một tí để cu lê thuận lên điều 8 điều 9 lỗ tít. Ý rồi hơi thiếu thiếu một tí. Đè ra đập một băng lên này nào. Ok, tỷ số là 4-1 dành cho Lợi Cà Phê.
về 4-1. Bán bên kia thì Hữu Nghiên nâng tỷ số lên 7-1. Chạm 8. 7-1. Nhanh như một cơn lốc. Bên kia là 7-1, bên này là 4-1. Các cửa dưới đều đang dẫn. Anh em bạn bè của Linh Tuyên Quang đâu nhỉ? Cổ vũ mạnh cho Linh Tuyên Quang, nâng tỷ số lên đi. Căng căng tí nào. Trận đấu cuối ngày rồi. Căng đét đẹp đẹp để xem cho nó hay nào. 4-1 thì chưa nói lên cái gì cả. Nhưng mà nó lên một tí nữa xem nó thú vị hơn. Không chết đi nào. Cơ hội dành cho Linh Tuyên Quang. Cân con 1 chết lỗ 10. Trời đã. Rúi thiệt đội rồi, nhưng con này thì A dễ trúng đó. Hiện tại thì chào bạn con Tiến, hiện tại mình vừa update lúc nãy thì có câu lạc bộ Crown sẽ đang có kế hoạch tổ chức một cái giải đấu dành cho hạng ABCD. Nhưng mà không biết là có sắp xếp được để tổ chức vào trước Tết hay không. Đuôi ngược, úi giời, con 1 chạm vào 5 đi khéo thế, đuôi luôn. À hình như là lòi mông, lòi mông. Hết lòi rồi. Chết cái. Một quả đuôi lại luôn. Không biết là có còn cái khe để đi qua con 2 không. Nhìn được góc này thì không thể nhìn thấy được. Từ phía của bàn bình luận thì cũng không nhìn thấy được cái cạnh kia của bàn. Bàn bên kia thì Hiếu Kiên đang trong quá trình dọn bàn. Kết thúc trận đấu với tỷ số 8-1. Chắc là hôm nay chị bé không muốn đánh sao. Lấy 2-3 điếu vào. Tí trúng. Linh Tường Quang dọn bàn đi, nâng tỷ số lên 2-4 nào. Trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay đang diễn ra giữa Linh Tuyền Khoang chuyên nghiệp và Lợi Cập Phê hạng B. Trận đấu trong khuôn khổ giải đấu Adam Cup 9B diễn ra tại 91 Billard Club, địa chỉ 12 Đỗ Ngọc Du. Tí nữa cuốn gọn vào gầm bàn rồi. Dạ. Tí nữa cuốn gọn vào gầm bàn rồi. Dây mặt. Cuốn theo gọn vào gầm bàn thôi, còn để nguyên đấy. Hả? Từ kia nó giải ở đây. Ừ, ý là cuốn cái chỗ này gọn vào gầm bàn thôi. Một băng, hai băng. Cái về con tít phía sau màn hình bên trái.
17 lỗ tít ở góc trái xa màn hình. Ok. Đè con cái. Cú lê phê phải. Ôi trời ơi, ông Linh Tuấn Quang đánh kinh thế. Tám đấy gần lỗ nhỉ. Cú lê phê phải lên cái nằm đâu mà chẳng đánh chết con chín được. Trình độ chuyên nghiệp. Biểu diễn chém lỗ 10 đi em ơi. Vừa rồi Linh Tuyên Quang đánh hơi vội, không nhìn kỹ đấy, đẳng cấp chuyên nghiệp nó nằm chỗ đấy. Tỷ số là 2-4 dành cho Linh Tuyên Quang. Tiếp theo Linh Tuyên Quang là người phá, làm chấm hoàn hảo ra nào. Cuối ngày nãy giờ chưa thấy cái chấm nào. Tóc xanh là anh nào nhỉ? Anh em mà tóc chưa bạc thì dân gian đều gọi là tóc xanh. Mái đầu của Linh đây thì nó là màu, nó phải màu xanh không? Vàng vàng. Rồi, hay rồi. Thái Nguyên à? Mình cũng hiện tại thì chưa rõ Thái Nguyên có cơ thủ nào không. Có 61 hay 63 cơ thủ tham gia rồi đấy. Đấy, đang tiếp tục nha. Tại hạ này cũng chưa biết được nhiều thông tin về các cơ thủ nên là không rõ là có cơ thủ Thái Nguyên nào tham gia trong giải này hay không. Chúng ta xem một cú nhảy đến từ Lợi Cà Phê nào.
Hiện chắc là ngày mai rồi. Bảng kết quả để đăng dán nó tít từ phía xa lên anh không xem được tâm ạ. Để tí nữa kết thúc cái trận này ra chụp ảnh update lên thì mới nắm được tình hình tổng thể rồi. Đấy, mải nói lung tung không biết vừa rồi ông Lợi ông ấy nhảy một quả con ba chết hay như nào. Nhưng mà cái ra là không đẹp rồi. Xe đạn. Chị Hương Còi ơi, ngày mai Thiện mấy giờ đánh ấy nhở? Có fan của Thiện là Chí Tâm đang hỏi ấy, chị ơi. Lợi vừa chạy đạn con 4 quả hay đấy nhở, ra đuôi rút thì rụi luôn này. Văn phơi không? Phơi không, phơi không. Ở con 4 lỗ 10 rồi. Nhưng mà con này không dễ chịu gì. Chắc sẽ là một đường chạy đạn đến từ Lợi cà phê thôi. Đuôi chứa nhá. Chào bạn Đại Ngàn Tây Bắc nha. Giải Adam Cup đang tổ chức tại 91 Birat Club, có địa chỉ tại 12 Đỗ Ngọc Du. Mở cửa tự do cho các fan hâm mộ của BIA vào xem. Diễn ra trong ngày 14, 15 và 16, tức là còn 2 ngày nữa bạn ạ. Bạn có thể lên để xem các cơ thủ chuyên nghiệp thi đấu trực tiếp nhá. Tận hưởng không khí vô cùng náo nhiệt, hồi hộp của những trận đấu đỉnh cao của những cơ thủ hàng đầu Việt Nam. Mai mấy giờ thì bắt đầu? 20 giờ. Ngày mai những trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng các bạn nhé. Anh Mo là ai nhỉ? Bạn Kiều Linh nhỉ? Đúng rồi, giải tổ chức tại Hà Nội bạn nhé. 12 Đỗ Ngọc Du, Hà Nội. Một cơ kết thúc ván đấu chuẩn bị đến từ Lợi cà phê. Sẽ là 5-2 dành cho Lợi cà phê. Trận đấu đã diễn ra được khoảng gần 40 phút rồi. Tỷ số đang là 5-2. Lợi cà phê đang tạm dẫn 5-2. Trận đấu đánh đến 9.
những trận đấu khó khăn nhất luôn là những trận đấu diễn ra vào cuối ngày, bởi vì các cầu thủ đã trải qua một số lượt trận đấu phía trước và trải qua một thời gian dài đằng đẵng chờ đợi. Rồi ôi chết cái mất rồi. Con hai vẫn còn đường lớp 10 à? Giò 2 chết 8 của Linh Thiên Quang. Ra cái má khó. May mắn là như là lại ra đuôi luôn rồi sao này. Rút gọn lại được một bi. Đôi 4, 5 bi trên bàn. Bi luôn đi. Linh đang rất là vội. Cuối ngày vội vội. Đánh nhanh để về đây mà. Vội gì cả, tập trung dứt điểm mấy con bi này, tỷ số lên 3-5. Rồi ôi ông Linh ơi là ông Linh ơi. Liều phá liều phều. Không thể hiểu được. Nhiều lỗi đánh chốt làm sao? Đấy, là câu này là điều con bi rồi, thế khó nhất có thể để đánh con bi 9 rồi. Côn văng, không có chỗ đặt tay. Đấy. Nói chung là trận đấu cũng đã đi vào cuối ngày rồi, nên ra là hai cơ thủ có những đường điều bi
dưới với khả năng. Thôi tốt thế. Tỷ số là 6-2 dành cho Lợi Cà Phê. Chào bạn Hải Đăng Nguyễn nhé. Tại hạ là Duy Tuấn, trợ lý của anh Đặng Thành Kiên. Anh Đặng Thành Kiên thì có việc nên đã về trước, nên là không bình luận trận đấu cuối của ngày hôm nay. Ninh Tuyên Quang đánh buông buông sao nhỉ? Thua một trận nữa mà thua trận này nữa là loại rồi gì đó. Vâng, anh Đặng Thành Kiên mà bình luận thì sẽ rất là hay, vì anh tập trung vào chuyên môn cũng như là những cái đường dọn bàn chuẩn mực. Nói chung là rất có vấn đề rồi. Điều vì lỗi nhiều lắm. Chào bạn Đăng Khánh nhé. Giải này giải Adam Cup 9B đang diễn ra tại câu lạc bộ Bia 91, địa chỉ là 12 Đỗ Ngọc Du, Hà Nội. Có mở cửa miễn phí cho người hâm mộ Bia vào xem và cổ vũ các cầu thủ. Giải sẽ diễn ra trong 2 ngày tiếp theo là ngày 15 và ngày 16 nữa, bắt đầu từ 10 giờ sáng hàng ngày. Mới có 26 thôi Linh ơi, chưa có vấn đề gì cả. Tập trung đánh nào em. Trận đấu diễn ra vào cuối ngày, các cầu thủ có vẻ hơi mệt mệt, nên là nó hơi buồn một tí. Nhưng mà chúng ta hãy động viên, cổ vũ cầu thủ, bão lai bão tim này, chia sẻ mạnh mẽ đi, tạo thành một nguồn năng lượng vô hình tiếp sức cho hai cầu thủ công hiến những lần cơ hay nhất trong một trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Tiến bay ra rồi, đẩy con ba lỗ 10, sau đó ra được cú lê con 5, một băng bay ra, đẩy tiếp con 6 cái lên giữa bảng. Má này thì phải cắm đè. Rồi. Từ từ em ơi. B thôi. Ok, tỷ số là 3-6. Chín cơ mà còn nhiều lắm. Ừ.
Chào bạn Tùng Bí Bo nhá. Trận này là Linh Tuyên Quang chuyên nghiệp loại cà phê là B. Linh Tuyên Quang chấp 2. Rút cái cù lê này. Cho một quả mềm mại, kéo con cái lên gần nó 10 tí nào. Trời ơi, léo theo léo ngéo luôn. Cậu dành cho Linh Tuyên Quang. Con này hơi khó. Chém luôn thôi. Ui giời ơi. Lại may mắn ra đuôi à. Chào bạn không ai cả nhá. Giải đang tổ chức tại câu lạc bộ 91 Billard Club có địa chỉ tại 12 Đỗ Ngọc Du, Hà Nội. Đợi cà phê đang đi lấy gậy nhảy. Còn 6 cái đập vào bóng bên kia. Bày nhẹ dạ. Văn phơi. Trận đấu ngày hôm nay thì đây là trận đấu cuối cùng rồi bạn bạn Minh nhá. Tất cả các thủ đánh hết rồi thì là Thiện Bắc Cạn cũng đánh rồi, nhưng mà kết quả như nào thì tại hạ cũng không tiện theo dõi vì cái bảng kết quả nó ở xa quá. Ôi rồi con bị chín ngang tay đẹp phè kìa. Lại phải biểu diễn kỹ thuật chém chết lúc môi nào. Thank you.
tỷ số là 4-6, rút ngắn xuống 4-6. Linh Tuyên Quang là một con phá đi một chấm tuyệt đẹp, cầu hiến cho chư vị đang theo dõi nào. 130 anh em đang theo dõi trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Anh em có like thì mạnh mẽ vào. Tiếc gì, động viên cho hai cầu thủ đang thi đấu vào cái giờ cuối cùng trong ngày hôm nay nào. Chào bạn Út Nam nhé, giải này anh Kiên Chếu không tham gia. Đủ bếp hở 1. Chém con 1 nắp bên trái. Cái về băng ngắn ở phía góc bên trái màn hình, đánh hai nút tít. Ba như nào thì chưa biết. Cái lô bàn Rát Sơn này là 91 với vlog cách đây khoảng 1 tuần rồi. Phục vụ cho giải đấu Adam diễn ra. Trong cái giải đấu này thì các cầu thủ đã thi đấu trên 4 bàn Ikara và 4 bàn Rát Sơn. Toàn là những bàn đỉnh cao của thế giới thôi. Mấy bàn này toàn là bàn tầm 100 củ khoai hết. Đánh bi ai này thì sướng thôi rồi. Nghe các cơ thủ ra chia sẻ là cái bàn này cái lỗ vào thun tút thút. Luôn ra. Thôi rồi. Giờ này chắc là cuối ngày à? Không đủ để mà độ tĩnh để mà tính toán chi tiết những cái đường bi như vừa rồi được nữa. Như là ba còn lỗ 10 hay sao ấy. Bàn này thì cứ đứng bên cạnh bàn xếp bi, cầm gậy vào bộ, ngắm chết con bi, chụp và quả anh đăng lên, chắc chắn nó thành pro rồi. Cái vào giữa lỗ luôn. Điều lòng ngóng thế hả Linh ơi, em đánh kiểu gì đây? Cu lê lên bên này xong là rút nhẹ còn 4 cái là có 5 rồi. Ôi giời ơi. Đúng là cuối ngày đánh rất nhanh. Nhanh lắm. Tính toán ít. Lỗi lực tiếp tục. Let me
Linh này tuy lỗi nhưng được cái chạy đạn hay nhỉ? Chạy mấy quả rút thì rụi luôn. Chém được, chém được. Nguyên luôn. Chậm chậm thì tính toán cho nó kỹ nào. Đường đi lực tiếp cho nó đàng hoàng này. Dù là cơ thủ hạng gì đi nữa, không cẩn thận một cái là lỗi lực một tí thôi là thành TB khó ngay. Rồi, ngon rồi. 5-6 nó chắc chắn. Ừ. 5-6 hai cơ thủ có vẻ đang sốt ruột cho phết. Đánh nhanh còn về. Đánh nhanh mà lại phải đánh hay mới là hay, mới cao thủ. Đánh nhanh mà lỗi thì bình thường. Đúng rồi, 6 năm. Thiếu bếp hai phơi đây, là bên kia có ba cúp con ba đi ra gần giữa bàn là có con bốn, bốn vẫn còn nguyên đường vào nốt tít cho con tám kìa. Trong mấy cái game vừa rồi thì cả hai cơ thủ đều gục luôn, đánh nhanh như cơn gió. Về tỷ số khi nó đã gần đến chạm chín rồi mà tỷ số đang khá là cân bằng 5-6 thì tin rằng cả hai cơ thủ sẽ bắt đầu đánh cẩn thận, chắt chiu và nắn nót từng con bi cho mà xem. Rồi là điều con 4 mất bị thiếu. Ô, cân con 4 hay đấy nhở? Được. Hình như là thẳng tắp rồi. Ồ, thẳng tắp rồi. Quên tính má rồi. Một quả đè. Vẫn còn má chém. Con này là con má mỏng dính. Rồi, ok, ngon luôn. Trô lại. Trô qua đầu chín nhá. Ui, đè hay. Ok. Nào, một quả cúp nào.
Điều 9 đánh vào lỗ tít xa bên trái màn hình nào. Ui, trời ơi, hay luôn nhỉ. Rồi, tỷ số là 6 đều. Căng đét thật đẹp cho một trận đấu diễn ra vào cuối ngày. Căng đét. Game chạm 9, tỷ số đang là 6 đều. Số này thì hai cửa thủ chắc là không ẩu nữa rồi. Bắt đầu nhìn thấy sự nắn nót, tính toán kỹ lưỡng hơn trong các con bi rồi. Chết một bi. Chiu. Ôi dồi, hai bi rồi, đủ bếp. Ô, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thế thằng nó ba bi. Chào bạn Thùy Rùa nhé. Vừa rồi mấy cái trận mình ngồi bình luận nên là không up hết được cái phần tỷ số. Có cái bảng tỷ số đã giá lên nhưng nó ở xa, mình chưa kịp chụp. Chút nữa xong trận đấu này thì ban tổ chức sẽ chụp kết quả và update lên cái fanpage của Magic Billiard Shop. Bạn sẽ chú ý để vào xem cái kết quả của trận đấu đấy bạn nhé. Hình như là vào tay rồi, đánh nó béo. À, lắc đầu rồi. Chắc là thẳng tắp. Thẳng tắp mà lại phải hơi với. Vâng, bạn Thủy Rùa, không có gì bạn nha. Rồi, một chấm phá. Nãy giờ chờ mãi mới được một chấm phá xem cho nó mãn nhãn. 7-6 dành cho Linh TQ. Nào, trận này lợi cà phê phá. Lại phá là một chấm nào. Đến 7 đều. Nó mới căng. Cuối ngày hơn 9 giờ đêm rồi mà vẫn được xem một châm phá. Nào, thêm một châm phá đi. 7 đều cho nó căng nào. Ôi giời ơi, chết cái rồi. Đồ à. 2, 3, 4. Tình huống phải xử lý tinh tế một chút ở ban đầu giết của ván đấu này chính là tình huống từ con 4 điều ra 5 để 5 lấy gái 5 ra 6 rồi. Đây, hãy theo dõi Linh Thiên Quang xử lý nhá, xem xử lý như thế nào. Chào Lý Đức Anh nhá, giải này đánh tại Hà Nội, địa chỉ là 12 Đỗ Ngọc Du, câu lạc bộ Bilat 91.
Thiếu rồi. Hơi bị thiếu. Ôi giời ơi. Nhoáy nhoáy. À, tỷ số là 8-6. Nhanh một con gió bật tôm âm nhỉ. Quả rồi về lại 7 đều nó mới căng đét. Ván chung kết đầu tiên nè. Chín sáu hay là 7-8 đây. Chào bạn Minh Đức nhé. Trận này sẽ là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày mai. À, đói lắm rồi Viết Mạnh ơi. Sau khi kết thúc cái lượt đấu trước vào lúc 7:30 thì đã định tạm dừng live stream rồi. Nhưng mà để cho quý vị khán giả không bị bỏ sót những cái trận đấu hay nên là ban tổ chức quyết định vẫn live stream nốt loạt trận cuối này. Giải này là đánh 64 cơ thủ. Hôm nay sẽ là lượt trận của vòng loại đầu tiên. Rất nhiều cơ thủ vẫn còn một cái mạng thứ hai để đánh vào ngày mai. Giải này 64 cơ thủ nhưng mà sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày. 14, 15 và ngày 16. Hôm nay là cái vòng đầu tiên của giải đấu. Ngày đầu tiên, 14 tháng 12. Giải đấu này chỉ dành cho các cơ thủ hạng chuyên nghiệp, hạng A và hạng B. Có tổng giải thưởng lên đến 170 triệu đồng. Ngày mai ngày 15 tháng 12 sẽ là cái ngày mà thi đấu để chọn ra 16 cơ thủ được lọt vào vòng cuối cùng để đánh vào ngày 15 tháng 12. Ngày mai sẽ là một ngày rất là căng thẳng này. Rất căng thẳng. Ôi giời. Điều con bi để đánh qua khe. Biết là có còn không nhỉ? Đúng rồi bạn Lưu Đức Anh nhé. Giải này là dành cho A, B và chuyên nghiệp thôi. Ui, hay quá. Rút ngắn tỷ số xuống còn 7-8 rồi.
trận đấu cuối cùng trong ngày và rất căng thẳng kinh khủng. Wow, căng đét. Bảy tám và Lợi Cà Phê có quyền phá bóng. Ván này Lợi Cà Phê phá ra và đi chấm thì sẽ là 8 đều. Giải đấu toàn những cầu thủ chuyên nghiệp A và B thôi. Việc phá ra xong đi chấm với tất cả cầu thủ là chuyện bình thường. Chúng ta cùng hồi hộp theo dõi cái cú đề pha của Lợi Cà Phê nào. Có ăn bi, đủ bếp và ra hình hay không? Chào bạn Lân Hoàng nhé. Trong trận đấu này thì Linh Tuyên Quang là được xếp hạng chuyên nghiệp, sẽ chấp 2 ván. Lợi Cà Phê là xếp hạng B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Không chết bi thảo. Đúng rồi Lưu Anh, giải này là đánh những cái bàn đẹp nhất luôn. Tất cả các giải trước giờ thì đây là giải đánh bàn đẹp nhất. 4 bàn Uy Kara, 4 bàn Ratson. Bàn tuyệt vời luôn. Chặt vào 7. Siêu cò rồi. Một cú chạy đạn hay từ Liên Tuyên Quang. Đuôi rồi đấy. À không, có cảm giác vẫn nhìn thấy con 2 bình thường luôn. Từ góc này của camera thì cái nhìn thấy 2. Nhìn thấy nhưng mà hình như là không có cái má chết gì hết rồi. Biết Mạnh muốn đưa thương hiệu Mẹ Đốp lên tài trợ ông nhỉ? Cứ tài trợ, thương hiệu sẽ xuất hiện. Phơi rồi. 2, 3, 4, 5, 6. Tất cả các bi đều đã ra hình. Nào, con 2 là con cần đến bản lĩnh này. Game đang vào khắc căng. Thời gian cũng là thời gian cuối ngày. Cầu thủ đều mệt mỏi rồi. Hay quá, quá hay các bạn ơi. Và một game rất căng thế này và vào cuối ngày như thế này mà Lợi Cà Phê vẫn đánh được con 2 như vậy. Hay quá.
Cố lên. Thoát tay đây nào. Ôi giời. Ôi giời. Mày phải rất khéo léo nhá, về là không cẩn thận là sẽ bị con tám nó che cái về sâu phía dưới, ít nhất phải qua đến cái chấm thứ tư từ bên phải sang. À hay, nhìn thấy nguyên mông con năm rồi. Đều là những con bi cần phải căn chuẩn đấy các bạn ạ. Không chuẩn cái là ra khó ngay. Rồi. Hết tình huống rồi. Ba con bi này để trong tầm tay của Linh TQ rồi. Bi chung kết của bàn đấu chung kết nào. Rồi, xin chúc mừng Linh Tuyên Quang đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số là 9-7. Một quả bắt tôm ngoạn mục đến từ Linh Tuyên Quang. Xin cảm ơn quý chư vị và các bạn đã theo dõi những trận đấu phát live trực tiếp trên Magic Blast Shop và Lão Mõ tại giải đấu Adam Cup 9B diễn ra tại 91 Blast Cup ở 12 Đỗ Ngọc Du Hà Nội ngày mai vào 10 giờ sáng. Các trận đấu sẽ tiếp tục được phát live trực tiếp. Kính mời quý chư vị và các bạn đón xem. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.